Em tiến liền chào bác nhá, chào mừng các bác quay trở lại kênh nhá. Để tiếp tục với chương trình video lên bác một số sản phẩm em đang phân phối qua trực tiếp bao giá. Để bác nào có nhu cầu hàng hóa nhá, cứ vui lòng liên hệ trực tiếp. Số em sẽ để phần mô tả tiêu đề video. Rồi em sẽ đi vào quay trực tiếp chi tiết về những sản phẩm trong video này các bác nhá. Cái sản phẩm đầu tiên em lên luôn cho bác là cái dòng viên thảo bồn cầu nhá. Đấy, của hiệu Si Tông. Đó, hàng của hiệu Si Tông cực kỳ ngon chất lượng nhá. Con này để chuyên bác về thả vào cái thùng bồn cầu nhà mình đấy. Nó thì rất là nhiều tác dụng tẩy trắng, khử khuẩn, khử mùi, rất là ngon, xịn sò nhá. Con này rất là dễ dùng, các bác về bóc cái này cho em này, các bác cứ thế các bác thả vào và tự động nước sẽ ngấm vào và sẽ tan nó tỏa dần nhá các bác nhá. Đấy, nó tan nó tỏa dần nhá. Hàng của nó gửi đến tay các bác hàng nguyên hộp này. Đấy, có thương hiệu đầy đủ nhá, Si Tông. Toilet cleaner tức là tẩy sạch toilet, nó chứa những cái thành phần sinh học rất là tốt cho môi trường cũng như là cho không gây hại đến sức khỏe nhá. Đó. Thì một cái viên này các bác dùng được khoảng tầm từ 3 đến 6 tháng, tùy nhà dùng nhiều, tùy nhà dùng ít nhá. Đấy, nhà nào dùng nhiều được khoảng tầm 3 tháng, dùng ít khoảng tầm 6 tháng nhá. Đấy, chức năng chính của nó thì là khử mùi này. Khử mùi. Làm trắng này, đấy, tẩy trắng. Tẩy trắng cũng như là diệt vi khuẩn nhá. Đấy, diệt vi khuẩn. Nói chung là làm sạch luôn đấy. Đó, diệt vi khuẩn nhá. Con này thì bữa trước bên em đang bán giá là 100k, nhưng mà trong video này thì bên em cũng chiên và giá 100k thì bữa trước không bao ship, nhưng hôm nay thì bên em sẽ bao ship bác nhé. Đấy, 100k một cái viên thảo bồn cầu này và bao ship tận nhà luôn. Đó, các bác lên mã cho là cái viên thảo bồn cầu. Đó, giá bên em đang bán là 100k bao ship. Đấy, về thì rất dễ dùng, bóc cho em cái tem ra và các bác cứ thế thảo vào thôi. Đây, nó có cái lỗ đây này, nó sẽ ngấm nước vào. Đấy, nước vào nó sẽ tỏa dần ra nhé. Ở đây là cái nắp này thì các bác cậy ra, nhưng mà nó dùng rất là tốn nhá, nên các bác không nên cậy ra. Đấy, chỉ cần bóc cái tem ra thảo cho em là xong. Đấy, dùng rất là dễ dùng đúng không các bác nhá. Đây là về cái sản phẩm viên thảo bồn cầu, giá đang bán là đi 100k nhá. Đấy, và bao ship tận nhà. Cái sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái dòng kéo gà nhá. Đấy, kéo cắt gà cực kỳ xịn sò này, chắc chắn này. Đó, thì cái dòng kéo gà kia hết rồi, lần này về cái dòng kéo gà mới này, cực kỳ ngon nhá. Đấy, tay cầm có vân nhá, cầm không bị trơn trượt này. Đấy, rất xịn sò chắc chắn nhá. Đây. Đó. Rất đẹp luôn nhá. Con này ở đây nó sẽ có một chức năng là cái những cái vân vân này các bác đánh vẩy cá này. Ở đây thì là cái phần để các bác bật bia. Đấy, bật bia nhá. Đấy, bật bia. Các bác lên mã cho là cái con kéo gà nhá. Đấy, kéo gà. Kéo cắt gà các bác nhá, kéo cắt gà. Con này thì bên em đang bán giá là đi 140k. Đấy, 140k một con này. 140k một con. Và bên em sẽ bao ship nhá. Đấy, bao ship. Các bác lên mã cho là kéo cắt gà. Đấy, 140k bao ship các nhá. Đấy, bao ship, giá thì cực kỳ tốt và hàng rất đẹp nhá. Đấy, về con này các bác cắt gà, cắt vịt, cắt thịt, cắt xương, cắt các kiểu luôn. Đấy, cắt các kiểu luôn các nhá. Đây. Đấy, hàng rất là chắc chắn nhá. Đây. Đó, tay cầm nó rất là ôm tay nhá, cắt rất là ngon luôn. Đó, 140k nhá, 140k và bao ship toàn quốc các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái dòng cốc pha cà phê. Đấy, mới con cốc pha cà phê nhá. Em còn có mấy chiếc lên thanh lý nốt mà. Đấy, qua Quality in Japan nhá. Đó, con này nó sử dụng cái phần cánh quạt bên trong này sẽ quay và nó sẽ đánh cái phần nước. Các bác có thể là về pha cà phê, pha trà, pha ngũ cốc, các bác cho các kiểu đấy các bác đánh này. Đấy. Con này nó sử dụng hai viên pin con thỏ nhá. Về các bác mua pin mà tự lắp vào. Đấy, hai viên pin 1.5V là pin con thỏ, pin nhỏ nhá. Về các bác lắp vào phần đít này. Và các bác sử dụng thôi. Đấy, các bác sử dụng luôn nhá. Rất là dễ dùng luôn nhá. Có nút cộng bật tắt công tắc này. Đấy, nắp đậy cái thứ đầy đủ hết luôn nhá. Đấy. Hàng thì cực kỳ là chắc chắn luôn, hàng inox 2 lớp nhá. Đấy, cầm rất là chắc chắn luôn. Có tay cầm các thứ đầy đủ này. Một chiếc cốc pha cà phê. Đấy, thì đây. Em mô phỏng các bác xem này. Các bác nhìn này. Đấy, có thấy không? Thì các bác cho trà, cho cà phê rồi cho ngũ cốc, các bác pha đồ pha uống vào đây, các bác cho vào đây, các bác nó tự nó đánh lên, nó tự nó khuấy lên và nó sẽ làm tan. Ví dụ là tan đường, nó nước các thứ ra. Đây. Rất xịn sò và ngon đấy nhá. Đấy, rất xịn sò và ngon, cực kỳ chất lượng luôn. Đó, đấy là về cái dòng cốc pha cà phê nhá. Đấy, các bác lên mã cho nó cái cốc pha cà phê. Đó, giá thì em báo giá luôn. Các bác lên mã cho nó cái cốc tự khuấy hoặc là cốc pha cà phê. Đấy, cốc tự khuấy. Bên em đang bán giá cái con này là 150k và trong video này thì bên em sẽ bao ship toàn quốc nhá. Đấy, về thì dễ sử dụng thôi. Đấy, về mua hai viên pin và các bác cậy đít ra, các bác lắp vào và bật nút công tắc là máy sẽ chạy thôi nhá. Đấy, không dùng nữa các bác tắt đi. Đấy, có công tắc các thứ đầy đủ để các bác thoải mái các bác sử dụng này. Đó, rất là tiện lợi luôn. Đấy, đánh rất mạnh nhá. Có những xù bọt luôn nhá. Đấy, rất ngon. 150k bao ship luôn nhá. Cái sản phẩm tiếp theo thì em lên cho bác là một cái dòng máy trà nhá. Đấy, con máy trà là đánh cọ sạch vết bẩn.
Nói chung các bác dùng được rất là nhiều việc, các bác có thể cạ cọ phần bàn bếp rồi bếp ga các kiểu như mình. Đó thì ở đây nó đi kèm sẽ gồm có một thân máy này, một cái những cái đầu để các bác thay tháo này. Đó như một cái đầu chổi dạng như cái bàn chải này. Đấy, một cái đầu bông này. Đấy, đầu bông. Đầu bông này. Đó. Đầu bông vào đây. Có thể là một cái bông như này. Cái đầu này các bác có thể là cho đây các bác lồng lên này. Đấy, các bác lồng mà các bác sử dụng nhá. Đó, lồng đây bác sử dụng. Đó, nói chung là con này nó rất là đa di năng nhá, đa di năng. Đây. Đấy, máy quay này, rất là ok nhá. Đấy. Các bác có thể là thay tháo đầu thoải mái nhá. Đấy, thay tháo đầu thoải mái này. Đây, thay cái đầu này vào. Đấy, cọ nóng tay luôn nhá. Đấy, cọ nóng tay luôn. Đấy, các bác cho vào cái phần bếp ba bàn bếp nhà mình rồi là các bác cọ rửa nồi niêu xoong chảo các kiểu nhá. Nói chung là cực kỳ ngon, xịt sò chắc chắn nhá. Con này thì của nó là dòng chạy pin, hết pin thì các bác cắm sạc vào. Đấy, đi kèm thêm sẽ có dây sạc thứ đi kèm. Các bác tháo phần lắp đít cho em này. Ở dưới này thì sẽ có một cái phần cái cổng sạc. Đấy, các bác cắm vào, các bác sạc vào cái cục sạc điện thoại nhà mình, cắm cái dây mà cắm vào cục sạc điện thoại nhà mình, các bác sạc vào là ok luôn. Đó thì dùng xong các bác lại xoáy vào, các bác xoáy chặt vào nhá. Đấy, ở đây nó có một cái giòn này, các bác xoáy chặt vào thì nước nó sẽ không vào. Đấy, không ảnh hưởng gì nhá. Đấy, hàng cực ngon. Đấy, máy chạy rất là khỏe nhá. Đấy, em dí tay tí cọ nóng tay luôn nhá. Đấy, rất ngon. Đấy, chuyên bác cọ rửa. Đây em sẽ mở cho bác cái video thực tế về cái dòng sản phẩm này nhá, để các bác dễ hình dung này. Đó, đây. Rất tiện luôn nhá. Đây này. Đấy, có thể là cọ các kiểu luôn nhá. Đây. Đó, các bác thấy không? Đây này. Cọ các kiểu luôn này. Đấy, thay đầu thay trước các kiểu nhá. Đấy, cọ bàn bếp ga này, cọ xoong nồi này. Đấy. Rồi là cọ bồn rửa mang vào mặt đấy, sáng bóng luôn nhá. Đấy, rất là sạch sẽ, ngon này cái nào luôn. Đó, đấy là với cái dòng bộ máy trà nhà bếp nhá. Đấy, cái máy trà nhà bếp. Đó, con này thì em báo giá luôn. Đấy, 150k bao ship các bác nhá. 150k và bao ship tận nhà luôn nhá. Đấy, các bác lên mã cho nó cái dòng máy trà bếp 150k bao ship nhá. Đấy, dùng rất đơn giản. Bật công tắc cá là máy lên, máy chạy và tắt thì máy tắt đi. Đó, hết pin các bác cắm sạc thôi. Đó, qua TV Japan, hàng cực kỳ ngon, xịn sò nhá. Đó, các bác lên mã cho là máy trà bếp. Đó, 150k và bao ship tận nhà các bác nhá. Cái sản phẩm tiếp theo thì bên em mới về cái lô keo siêu dính đa năng nhá. Đấy, dòng keo siêu dính đa năng. Một cái tip này của nó là 6g, các bác có thể là dính mọi vật liệu như là sắt rồi là gỗ, thủy tinh như là nhựa như các kiểu, nói chung là các bác dính mọi vật liệu nhá. Đấy, các bác dính kệ gỗ là các bác dính thủy tinh, nói chung các bác dính các kiểu luôn. Đấy, dính keo dính đa năng nhá. Đấy, keo dính đa năng siêu dính nhá. Đấy, siêu dính, một típ này của nó là 60g nhá. Một típ 60g. Đấy, dính các thứ trên đời luôn. Đấy, nói chung là con này nó dính cả thế giới nhá. Đây này. Đó, em sẽ cho bác xem một cái video về cái dòng keo này các nhá. Đừng sử dụng những thứ nữa vì đã có keo siêu dính Omoneo công nghệ Nhật Bản, có thể dùng để dán hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su, dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nước tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ. Đó, con này thì nó là dòng keo siêu dính rồi nhá. Đấy, chịu được cả thời tiết ngoài trời cũng như là trong nhà. Đấy, nắng mưa các kiểu luôn. Một tuýp này của nó là 60g các nhá. Đấy, 60g thì các bác về dùng thoải mái luôn. Đó thì bên em đang bán cái dòng keo siêu dính như này. Đấy, một tuýp này với giá là 50k một tuýp nhá. Đấy, 50k cho một cái tuýp là cái dòng keo siêu dính nhá, cực kỳ ngon và xịn sò. Đấy, hàng đã các bác đã vừa xem về cái video đã test thực tế về cái dòng keo siêu dính đúng không nhá. 50.000 cho một tuýp keo siêu dính này. Cái sản phẩm tiếp theo thì em lên cho bác là cái dòng bật lửa các nhá. Đấy, dòng bật lửa điện. Đó, 100k bao ship với con bật lửa điện này. Thì có ba màu cơ bản là màu đen này, màu xám, màu vàng này. Đấy, màu vàng đồng. Đó, ba màu cơ bản nha. Đấy, tùy theo nhu cầu dụng các bác dùng. Con này thì dùng cho các bác dùng để châm lửa nhá. Đấy, châm lửa rất là hay. Đó, dùng rất hay luôn. Đó, con này rất là dễ dùng, các bác chỉ cần mở cái phần này cho em và các bác bật đi. Đấy, bật đi này, các bác nhìn này. Đấy, nó đỏ ửng ấy nhá. Đấy, các tắt đi này. Đấy, gặp vào này. Đấy, bật lên cái này. Đấy, nó đỏ lên nhá, để cho bác có thể là châm lửa. Đấy, con này dạng như kiểu là dạng mai so sẽ đốt cháy nhá, đốt đỏ như này. Đó, thấy không? Đấy, nó đốt đỏ lên nhá. Đấy, hết pin, con này nó chạy bằng pin. Đấy, hết pin các bác lại cắm sạc vào. Đây có chân sạc này. Đấy, có chân sạc, về các bác cắm sạc vào. Đi kèm thêm bộ sản phẩm sẽ có kèm thêm dây sạc. Về các bác cắm vào cục sạc điện thoại nhà mình là các bác sạc ngon lành luôn. Nói chung là con này dùng thì
nhìn nó sang mà dùng nó rất là hay, dùng tiện nữa nhá. Đấy, không cần phải ga giếc các thứ gì nó lằng nhằng. Đấy mà rất là an toàn, không bị không nó không bị cháy nổ nhá. Đây. Đó đây này, bật này. Đấy, vào đấy không? Nó đỏ ửng như này. Đấy các bạn tắt đi, dùng xong các bạn tắt đi nhá. Dùng rất là xịn sò luôn, một cái dòng bật lửa điện này. Đấy các bác lên mã cho nó bật lửa điện. Giá của em đang bán là 100k 3 chip nhá. Đây con này thì ở đây em sẽ test cho bác xem thực tế nhá. Bật này. Đấy đó này. Cháy các bác nhá, cháy này. Đấy, cháy luôn nhá. Đấy, khói bốc lên cháy luôn này. Đấy, rất xịn sò nhá. Đấy, rất xịn sò. Nói chung là con này dùng các bác dùng cũng hay. Đấy mang đi du lịch công tác các bác dùng thay thế là mặt lửa nhà mình. Đấy rồi là nói chung là nó nhỏ gọn. Đấy, nó rất là nhỏ gọn, nó chỉ bằng ngón tay này. Đấy, nhỏ gọn bằng cái ngón tay thôi, rất là nhỏ gọn nhá. Đấy, dùng rất là tiện luôn. Đó, 100k cho một cái sản phẩm bật lửa điện này. Và bao ship tận nhà nhá. Có 3 màu cơ bản như là màu xám này, màu đen và màu vàng này. Đấy, 3 màu cơ bản thôi nhá. Rất nhìn rất đẹp, sang xịn mịn nhá. Đấy, dùng hết pin các cắm sạc vào thôi. Nói chung là con này tái sử dụng được nhiều lần. Đó, bật lửa điện 100k bao ship thôi nhá. Cái sản phẩm tiếp theo thì bên em về tiếp tục cái dòng lô kéo may. Đấy, về cái lô kéo may cực kỳ ngon, xịn sò chắc chắn nhá. Kéo may của nó là cái dạng kéo may 12 inch nhá. Kéo may 12 inch. Đó, hàng rất sắc bén luôn. Đây. Hàng cực kỳ sắc bén luôn. Kéo may dùng các bác phải test ở cái phần đầu kéo này, cắt chuẩn hay không là cái phần đầu kéo nhá. Đây này. Đấy, cắt phát một nhá, rất sắc bén luôn nhá. Cắt phát nào ra phát đấy. Đấy, hàng cực kỳ xịn sò rất là ngon nhá. Đấy, dòng kéo may của Nhật. Ở đây. 12 inch này, đó JDL cực kỳ ngon xịn sò. Đấy, hàng rất là dày nhá. Đó, chắc chắn, ngon lành, sắc bén nữa nhá. Đó, các bác lên mã cho em là cái dòng kéo may nhá. Đấy, cái dòng kéo may. Bữa trước thì bên em đang bán giá là đi 250. 250k, nhưng mà trong video này thì bên em giảm giá xuống cho bác là chỉ còn có 230.000 một con nhá. Đấy, 230k một cái con kéo may này. Đấy, 230k một con kéo may và bên em sẽ bao ship tận nhà nhá. Đấy, các bác lên mã cho em là cái sản phẩm cái dòng kéo may nhá. Đấy, kéo may 230k bao ship nhá. Đấy, 230k bao ship. Đấy, cực kỳ xịn sò và rất là ngon luôn nhá. Đấy, kéo may 230k bao ship. Cái sản phẩm tiếp theo thì em lên với bác là cái dòng bình xịt nhớt. Đấy, dòng bình xịt nhớt này. Đấy, dùng rất là tiện nhá. Con này các bác về cho dầu cho nhớt, các bác cho vào các bác xịt này. Đấy, dùng rất là hay. Đấy, cho dầu cho nhớt đây các bác chiết sang. Các bác xịt này các bác dùng máy móc cơ khí này, các bác dùng thợ may. Đấy, dùng tra dầu, tra máy móc các thứ dùng rất là tiện nhá. Đấy, cứ thế bóp là phịt thôi. Máy chạy bằng cơm nhá. Đấy, máy chạy bằng cơm. Con này cái đầu vò này các bác có thể uốn đi uốn lại này. Đấy, các bác vì những vị trí khó này các bác uốn này. Đấy, uốn éo các kiểu luôn nhá. Đấy, rất là tiện nhá. Đấy, đầu vò có thể tháo rời. Các bác có thể tháo rời cũng được. Đấy, không thích thì các bác xoáy vào như này có dùng. Đó, dùng rất ok. Các bác lên mã cho nó cái dòng bình xịt nhớt nhá. Đấy, giá thì bên em đang bán cái bình xịt nhớt này với giá là 50k bình nhá. Đấy, 50k cho cái bình xịt nhớt này các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn với bác là cái dòng bẫy chuột thông minh. Đấy, dòng bẫy chuột thông minh này. Đấy, có hình con chuột rất đẹp nhá. Đấy, con này thì dùng rất dễ thôi. Các bác lấy hai tay bóp cho em. Đấy, vào lấy cá tạch cá vào luôn nhá. Đấy, bẫy thì chất liệu như ABS nhá, siêu cứng cáp và chắc chắn luôn. Đó, hàng dùng thì rất là nhạy. Đây. Để em test cho bác xem nhá. Đây này, hàng thì siêu nhạy luôn nhá. Đấy, chạm nhẹ cái dính luôn. Đấy, dùng rất dễ dùng thôi. Lấy hai tay bóp cho em cái này. Đấy, bóp cái vào lấy luôn nhá. Đấy, chạm ngon lành luôn. Đấy, bẫy rất nhạy nhá. Đây. Đấy, rất ngon nhá. Phát nào là phát đấy luôn. Đấy, các bác có thể là để mồi miếc cũng lấy được. Các bác mang đi để như phần đầu cửa hang rồi là có chỗ chuột hay chạy đi chạy lại cái là chạy qua cái là dính luôn nhá. Đấy, chạy qua cái dính luôn. Chất liệu này như ABS cao cấp nhá, rất cứng cáp và dày dẫn. Các bác lên mã cho nào bẫy chuột thông minh. Giá em đang bán là 20k cho bẫy chuột này nhá. 20.000 cho chiếc bẫy chuột thông minh nhá. 20k một chiếc. Đấy, bẫy chuột thông minh. Bẫy chuột thông minh nhá. Đó, 20k một chiếc bẫy chuột này các bác nhá. Cái sản phẩm tiếp theo thì em lên cho bác là cái dòng bộ kéo tóc của Nhật nhá. Đấy, bộ kéo tóc gồm có hai chiếc của Nhật này, cực kỳ ngon, xịn sò. Đó, hàng của Kai nhá, hàng của Kai. Con này nói chung là các bác mua về cắt tóc gia đình thì dùng rất ok. Đó, hàng của Kai nhá, của thương hiệu Kai. Một cái bộ này sẽ gồm có hai cây này. Đó, Kai nhá, Kai Japan này. Đấy, Kai Japan, hàng rất đẹp, rất nét nhá. Con này sẽ có một con kéo cắt thường này và một con kéo cắt tỉa này. Đấy, hàng thì bao sắc bao xài luôn nhá. Đấy, bao dùng bao chất lượng luôn nhá. Đó, đi kèm thêm bộ sản phẩm thì sẽ có một cái bao da đi kèm. Các bác mua về các bác có bao da đầy đầy đủ đựng, các bác mang đi mang lại dùng rất là tiện luôn. Đấy, vào nó không bị va chạm vào cái phần lưỡi kéo các thứ giờ nó ảnh hưởng đến kéo nhá. Đó, các bác lên mã chèn vào cái dòng kéo, bộ kéo cắt tóc hai chiếc của Nhật này. Đấy, bộ kéo tóc của Nhật. Đó, gồm có hai chiếc. Đó, Kai Japan nhá. Kai Japan. Đó, Kai Japan.
con này thì bộ kéo tóc này thì bên em đang bán giá là đi 220k, nhưng mà trong video này thì bên em giảm giá xuống cho bác là chỉ còn có 200k đấy, và bên em sẽ bao ship toàn quốc nhé, bao ship tận giường bác luôn. Các bác lên mã cho là bộ kéo tóc giá bên em đang bán là 200k và bao ship tận nhà nhé, hàng đi kèm đầy đủ, có bao da các thứ đầy đủ đi kèm nhé, bao da đi em vừa bóc ấy, các thứ đầy đủ phụ kiện các thứ đi kèm luôn. Nó 200k một bộ kéo tóc và bao ship nhá, hàng dùng rất là ngon, chắc chắn ngon lành các bác nhá. Cái sản phẩm tiếp theo đi em lên luôn cho bác là cái dòng bộ mũi khoan tháp 5 mũi này của Unica nhá, đấy Unica Japan, cực kỳ ngon chất lượng luôn. Đó đây bộ mũi khoan tháp 5 mũi Unica Japan này. Đó. Đây em sẽ mở bên trong nhá. Đấy, chất liệu nó là dạng thép HS các nhá. Đấy cực kỳ cứng cáp và chắc chắn luôn. Đấy và hàng rất sắc bén nhá. Con này nó sẽ gồm một bộ là gồm có 5 mũi. Đấy. Đây 1/4, 1/3, 3/8 này. 3/16, 7/8 này, 1/3/4 này. Đấy nó có các cỡ nha, các cỡ khác nhau. Có cây dài, cây ngắn lẫn lộn nhá. Đấy cây dài, cây ngắn lẫn lộn luôn. Hàng cực kỳ chất lượng. Nói chung con này các bác mua về thợ thuyền hoặc là các bác dùng gia đình đều ok. Đó đây, đựng trong hộp nhôm nhá, nhìn rất là sang chảnh. Đấy, nhìn rất là chất luôn. Đó, đựng trong hộp nhôm nhá. Nguyên một cái hộp này các bác thấy nó rất là chu đáo rồi. Đấy, một cái bộ mũi khoan tháp 5 mũi nhá. Bữa trước thì bên em đang bán cái con này giá là đi 300k. Đấy 300k trong cái bộ mũi khoan tháp này. Nhưng mà trong video này thì bên em sẽ giảm giá nhá. Đấy giảm giá. Xuống chỗ bác là chỉ còn có 280k nhá. Đấy các bác lên mã cho là bộ mũi khoan tháp 5 mũi. Bộ mũi khoan tháp này. 5 mũi. 280k. Đấy và bao ship tận nhà nhá. Đấy bao ship tận nhà. Đấy. Đấy thì nó có mũi to, mũi nhỏ rồi. Rồi là mũi dài, mũi ngắn nhỉ. Đó, 280k bao ship tận nhà các nhá. Đấy hàng hiệu Unica Japan. Cái sản phẩm tiếp theo đi em lên cho bác là cái dòng thớt nhựa. Đấy thớt nhựa màu xanh nhá. Đấy thớt nhựa màu xanh. Con này các bác có thể mua về thái chặt. Đấy, mua về thái chặt. Hàng rất là dày, rất là chắn nhá. Đấy. Nó là dạng nhựa cao cấp nhá, cực kỳ là cứng cáp chắc chắn luôn. Đây, màu xanh nhìn rất là sang nhá. Đấy, màu xanh nhìn rất là sang luôn này. Đó, một chiếc thớt nhựa này. Đấy, hai mặt nhá. Đấy, một mặt lõm này và một mặt lõm vừa này. Đó, ở đây có phần để các bác chống trơn trượt này. Đấy, các bác ví dụ cái đồ nào trơn các bác để vào phần này để cho nó có ma sát này, nó không bị trơn trượt nhá. Đấy, có tay quai sách nhá. Đấy, quai đeo. Ngoài ra con này các bác có thể đẩy như này. Đấy, đẩy ngang này. Các bác để đây cho em. Đấy, để lên. Đó thì các bác có thể để đứng nha. Nhiều nhà không thích treo thì các bác có thể để đứng, hoặc là nhiều nhà không có đinh đeo thì các bác để đứng nha. Còn nhiều nhà nếu mà có đinh treo thì các bác treo lên nha. Đó, nói chung là dù con này nó thiết kế cực kỳ là thông minh nhá. Đấy, thiết kế cực kỳ thông minh. Đấy. Chất liệu của nó là dạng nhựa cao cấp nhá, cực kỳ là cứng cáp dày dẫn luôn. Đó, rất là cứng cáp dày dẫn mà thớt rất là nặng nhá. Đấy, cầm rất là chắc tay. Các bác lên mã cho em vào cái dòng thớt xanh. Đó, giá thì bên em đang bán là 100k và bao ship tận nhà nhá. Con này cái đường kính của nó là rơi khoảng tầm là đi 30cm nhá. Đấy đường kính của nó khoảng tầm 30cm. Đó trong một chiếc thớt thớt xanh này, thớt xanh này, thớt nhựa xanh này. Đó 100k bao ship nhá. Cái sản phẩm tiếp theo thì em lên được mã là cái dòng đá vĩnh cửu này. Đấy, dòng đá vĩnh cửu nhá, cực kỳ ngon. Đây, con này một cái vỉ này của nó sẽ gồm có 8 viên này. Hàng thương hiệu Wiling nhá, made in Germany này. Đấy, made in Germany. Con này là một viên, một hộp này sẽ gồm có 8 viên và đi kèm thêm một cái gắp đá nha. Để mỗi khi các bác dùng các bác lấy cái cắp này các bác cắp rất là tiện. Dùng thì rất là dễ thôi, về các bác mới mua về các bác mang ra, các bác rửa sạch cho em bằng nước này. Đấy rửa sạch bằng nước cho nó hết những cái bụi bẩn các thứ đi. Đấy và các bác mang vào các bác để phần ngăn đông tủ lạnh này, để nó đúng như làm đá thường thôi, để khoảng tầm 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi là đá nó sẽ lạnh. Đó lạnh và các bác để vào ví dụ như là uống bia rồi uống nước ngọt các thứ các bác dùng con này. Thứ nhất là nó không lạnh, nó không bị tan ra cái nước của cái đá kia, nó không bị loãng cái phần mình uống đi nhá. Đấy nói chung là nó giữ nguyên vị. Đấy, dùng rất hay. Dạng này của nó là dạng nó hàng đúc luôn các nhá. Hàng đúc, nó không có một cái vết hở nào ở trên cái thân viên đá luôn. Đây, rất xịn sò, rất ngon nhá. Đấy, hàng linh kiệu Quali, made in Germany nhá. Đó thì các bác lên mã cho em vào cái dòng đá vĩnh cửu gồm có 8 viên. Các bác mua về nhà thi thoảng là có khách khứa các thứ này. Đó, rồi là mình uống này. Con này ưu điểm của nó là dùng xong các bác rửa sạch đi và các bác lại tái sử dụng được nhá. Đấy, tái sử dụng được nhiều lần. Đó, và nó rất là sạch sẽ, không có vi khuẩn gì vì nó hàng của nó là hàng đúc kín luôn mà. Đấy, rồi. Thì em báo giá này các bác lên mã cho là cái sản phẩm là cái dòng đá vĩnh cửu. Đấy, đá vĩnh cửu. À, giá mà em đang bán cái con đá vĩnh cửu này là 200k. Và bao ship tận nhà nhá. Đấy, bao ship tận nhà luôn. Đó, 200k bao ship tận nhà. Đấy, đá vĩnh cửu nhá.
Cái sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn các bác là cái dòng băng keo tôn nhé. Đấy, cái dòng băng keo tôn này. Đó, băng keo tôn cực kỳ ngon, chín sò chắc chắn luôn. Đó, con này thì dùng rất là hay. Các bác dùng thì các bác chỉ cần về bóc cho em cái phần này ra. Và các bác chia ra các bác dính thôi. Đấy, cái khổ này, cái bản khổ của nó là đi 10 cm nhá. Đấy 10 cm. Đấy, dùng rất là hay này. Đây. Đó, dính rất chặt luôn nhá. Đấy, nói chung là các bác bóc các bác lựa ra nhá. Đấy, dính rất chặt. Đấy, đấy là về cái dòng băng keo tôn. Đó, đây. Băng keo tôn nhá. Các bác lên mã cho nó là cái dòng sản phẩm là cái dòng băng keo tôn. Đó, một cái khổ này của nó là 10 cm nhá, 10 cm. Bữa trước thì cái con này bán giá cũ là đi 100, nhưng mà trong video này thì bên em cũng sẽ bao ship nhá. 100k cho một cái băng keo tôn này, và bên em sẽ bao ship tận nhà nhá. Đấy, 100k bao ship cho một con băng keo tôn này. Con này thì dùng rất dễ, các bác nào mà mái bro này, mái tôn này, các bác những cái chỗ nào mà thấm nước các thứ chống thấm ấy, các bác bóc ra. Đấy, và các bác chia ra, các bác tách ra. Đấy, và các bác dính thôi. Con này thì cái ưu điểm của nó là khi mà có nhiệt độ càng cao thì cái keo nó chảy ra và nó sẽ càng dính nhá. Đấy, càng dính này, dính rất chắc này. Đó, đây. Rất xịn sò ngon lành nhá. Đó, các bác lên mã xem là keo tôn đi. Giá mà em đang bán một cuộn này với giá là 100k bao ship thôi nhá. Đấy, bao ship toàn quốc luôn. Thì là cái dòng loa J1 này. Đấy, cái dòng loa J1 đó, cũng của JBL luôn. Đấy, cực kỳ ngon chất lượng luôn, hàng chống chét ngon lành, rất là nhỏ gọn nhá. Con này mã của nó là Philips 6. Đấy, Philips 6, pin cực kỳ trâu. Đấy, mã thì là mã Philips 6 nhá. Về thì các bác cứ kết nối với cái mã của nó trên này. Đấy, kết nối Bluetooth với mã trên này. Em còn có 3 con lên nốt này. Đấy, 3 con lên nốt cho bác giá cực tốt luôn. Đấy, thì các bác lên mã cho em là cái con loa J1 của nhá. Đấy, J1 đây, J1 coi nhá. J1 này. Đấy, J1. Chắc là nhiều bác xem video thì biết cái con loa này rồi. Thì bữa trước bên em đang bán là 350k. Hôm nay em xả kho thanh lý luôn, xả lỗ vốn luôn. Còn có 3 con xả lỗ vốn nốt. Đây, 3 con 3 màu này. Đấy, xả lỗ vốn nốt 250k một con. Bao ship 250.000 cho một cái con loa J1 này, bao ship nhá. Đây, có nút bật tắt nguồn này. Đó, thì mã là mã Philips 6. Đây là cái chân sạc này. Đấy, chân sạc. Về con này các bác kết nối vào tút và nghe thôi. Nhạc thì bát căng chiếc sâu, nói chung là nghe hay. Con này nghe cực kỳ hay luôn nhá. Đấy, nhưng mà em mã này nó hết hàng rồi, không còn hàng. Thì lên xả kho thanh lý lỗ vốn luôn. 250k để em thu hồi vốn để nhập những hàng khác về các bác nhá. Đó, thì còn có 3 con thanh lý nốt 250.000 một con. Đấy, mã loa là loa J1 các bác nhá. J1, các bác nhớ mã xem là loa J1 250k. Bao ship. Cái sản phẩm tiếp theo thì em lên mắt là cái dòng loa, cái dòng mic. Đấy, dòng mic hát karaoke không dây, kết nối Bluetooth, vừa nghe nhạc và vừa ca hát có nhá. Đấy, con này nói chung là các bác hát karaoke tại nhà thì dùng rất ok. Ở đây thì nó sẽ có một cái cọng sạc để các bác sạc thôi. Đấy, con này chạy pin nhá. Đây là cái cổng sạc nó này. Đấy, còn hai chân này các bác cắm kết nối tai nghe các kiểu thôi. Đó, nhưng mà chủ yếu là các bác kết nối Bluetooth thì rất ok. Đó, đây, tổng qua một chiếc mic hát karaoke không dây kết nối Bluetooth này. Con này bật lên này, các bác sẽ bấm cái nút giữa cho em này. Đây là nút này này, các bác bấm giữ lì cho em nhá, giữ lì. Đó, con thấy không? Đây này, em sẽ nói thử nhá. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo, 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 alo. Đấy, các bác thấy không? Nghe cái tiếng vang nó rất hay nhá. Đấy, nghe vang đúng như hát karaoke luôn nhá. Đây là cái phần này là cái phần đầu mic này, các bác nên nói vào phần này thì nghe nó mới rõ được. Đấy, chứ còn các bác nói ở dìa này thì nghe nó không rõ đâu. Đấy, JBL nhá, cực kỳ hay, nghe cực kỳ hay luôn, chất lượng luôn các bác nhá. Đó, thì giờ sẽ đi vào kết nối với điện thoại để mở cho các bác xem này. Đó, con này mã của nó là KMC500 nhá. Đây, các bác vào phần cài đặt kết nối Bluetooth thôi, và các bác kết nối với lại Bluetooth. Đây, KMC500 này, các bác nhớ chưa? KMC500 nhá. Đó, ấn vào. Đấy, nó kết nối nhá. Đây, mở nhạc luôn. Đây, để em làm tí karaoke thôi nhá. Karaoke nhạc sống nhá. Phải kiếm cái bài nào nó không bản quyền cơ, sợ nó bản quyền rất là dở hơi các bạn. Đó,
áo mới Cà Mau nhá. Áo mới Cà Mau. Nghe anh nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam. Đây em chỉ hát mẫu đây thôi nhá, vì em hát nó không được hay. Đấy, không hát không được hay. Nói chung là con này thì đa năng thôi nhá. Vừa hát karaoke rồi là vừa nghe nhạc. Đấy, thỏa cái sức đam mê ca nhạc của bác nhá. Đó thì các bác lên mã cho em là cái dòng sản phẩm cái mic hát karaoke không dây kết nối Bluetooth này. Đấy, mic hát karaoke không dây kết nối Bluetooth nhá. Đấy, mic hát karaoke không dây kết nối Bluetooth. Nói chung thì các bác cứ lên mã chung cho em là mic không dây đi cho nó dễ. Mic hát không dây hoặc là mic không dây. Đấy, mic không dây. Bên em đang bán cái sản phẩm mic không dây này với giá là 340k nhá. Đấy, 340k và bên em sẽ bao ship nhá. Hàng nghe cực kỳ hay, chất lượng luôn. Đấy, mic không dây 340k một sản phẩm này và bên em sẽ bao ship nhá. Hàng của JBL cực kỳ chắc chắn. Đây. Đó, tay cầm nhìn các bác, nói chung là con này thỏa sức các bác ca hát rất là hay luôn nhá. Đấy, rồi. Đấy là về cái dòng sản phẩm mic không dây kết nối Bluetooth. Cái sản phẩm tiếp theo thì em lên đây bán là một cái con loa dây cũng của JBL luôn này. Đấy, cực kỳ chất luôn. Đấy, con này thì rất là to tát chắc chắn các bác nhá. Đấy, đây các cổng sạc kết nối ở đây các bác nhá. Đấy, cổng sạc kết nối đây. Đi kèm đầy đủ phụ kiện các thứ đầy đủ nhá. Con này nó có rất hay là nó có dây đeo này. Đấy, dây đeo nhá. Các bác có thể là đeo mang đi mang lại dùng rất là tiện nhá. Đấy, cái dây đeo này các bác có thể là đeo mang đi du lịch, mang đi chơi thì có cái dây đeo này dùng rất là ok luôn. Đấy là về cái dòng loa đeo dây nhá, loa dây. Bên em hay gọi là loa dây. Đấy, dây quặc đây nhá. Dây có thể là thu dài ra ngắn vào này. Đó. Loa nghe này cực hay luôn. Loa nghe cực hay luôn nhá. Đấy của JBL. Cực kỳ ngon chất lượng luôn nhá. Bát căng chắc sâu. Đấy rất đẹp luôn. Hàng cực kỳ đẹp. Các bác lên mã cho cái sản phẩm là cái loa dây JBL 330.000 một con này. Bao ship luôn nhá. Đây giờ sẽ bật test loa các bác xem luôn này. Con này đập rất kinh khủng luôn các bác nhá. Đấy, đập rất ngon. Đấy, nói chung là cực kỳ ngon riêng dòng này. Đấy, giá thì cũng rất là tốt luôn các bác nhá. Giá rất là tốt luôn, có cả dây đeo đầy đủ. Nói chung là con này các bác xách đi chơi rất là hay. Đó mà nó nói chung là nó không bị to quá nhá, rất là vừa. Nói chung là nó như kiểu một cái túi xách thôi các bác, xách mang đi mang lại dùng rất là tiện này. Đó, mang đi mang lại dùng rất là tiện luôn. Thì cái con loa dây này bên em đang bán giá là 330k bao ship nhá. Loa dây JBL. Đấy, 330k bao ship. Con này các bác kết nối với cái mã của nó là Xtreme 3 các nhá, Xtreme 3. Đấy các bác vào tìm Bluetooth cho em. Thì Bluetooth tên của nó là Xtreme 3 các nhá, Xtreme 3. Đó, cực kỳ ngon, chất lượng luôn. Đấy, hàng chống chắc căng đét luôn nhá. Rồi, đấy là về cái dòng loa dây nhá. Đấy, loa dây JBL 330k một con, bao ship nhá. Đấy, 330.000 một con này, bao ship. Rồi. Tiếp theo thì sang cái sản phẩm loa tiếp theo nhá. Cái sản phẩm tiếp theo thì em lên đưa mã là một cái con loa gỗ vuông này. Đấy, loa gỗ vuông nhá, loa gỗ vuông. Đó, con này thì bán quá nhiều rồi nhá. Đấy, bán quá nhiều về cái dòng loa gỗ vuông này. Đấy thì hàng cũng nghe cực kỳ hay. Con này các bác có thể bày làm bày decor, bày vào phần kệ tivi như mình, rồi là bày tủ với tí các thứ, nhìn rất đẹp. Nói chung là nhìn nó nhiều dạng loa cổ nhá. Đấy, con này nó có một cái hay nữa là nó có một cái kệ để các bác để điện thoại này. Đây, các bác kệ để điện thoại đây này. Đó, có để điện thoại nha. Rất đẹp luôn nhá. Đây, đấy, vừa xem tivi vừa điện thoại đây, cực kỳ ngon, chất lượng luôn. Đó, các bác có thể để đứng như này. Đó, để đứng lên, rồi các bác để nằm ra này. Đấy, dùng rất hay luôn. Đó, đấy là về cái dòng loa gỗ vuông. Đây, mã của nó là XM516K nhá. Đấy các bác cứ vào phần Bluetooth các bác kết nối thôi. Em nhắc lại các bác là những cái sản phẩm này bên em thì toàn bộ loa bên em rồi là mic thì trong video này toàn bộ là kết nối với Bluetooth nhá. Đấy, kết nối Bluetooth. Con này thì các bác bật thì các bác ấn cái nút này này, ấn nút này giữ lì nha này. Đó, giữ lì cái nút nguồn này, nó sẽ khởi động lên và các bác vào phần Bluetooth các bác tìm kiếm cái mã của nó là XM516 nhá. Đây này. Em bấm nó hiện lên luôn này, kết nối này. Đấy, có thấy không? Nó nghe tín hiệu kết nối nhá. Đây bây giờ vào các bác mở YouTube các bác bật đập nhạc thôi. Vân gỗ lên rất đẹp các nhá. Đấy, vân gỗ lên cực kỳ đẹp, rất đẹp luôn. Đấy.
Loa này thì bát căng chiếc sâu, đập nghe rất hay nhá. Đấy, đập nghe rất hay. Những cái dòng loa đời mới bây giờ nó có một cái hay là các bác dùng những cái điện thoại thông minh này, nó có Bluetooth ấy, thì các bác kết nối và các bác nghe nhạc các thứ bây giờ thông qua Bluetooth thì cực kỳ là tiện luôn. Khoảng cách toàn bộ những cái dòng loa này thì khoảng cách nó mắt xa rất xa, khoảng tầm 15 mét thôi nhá, nên là thoải mái các bác ngồi trên nhà, điện thoại các bác cầm xuống dưới vẫn mở bình thường. Đấy, rất ok. Con này cái bát của nó đập rất là căng nhá. Đấy, bát đập rất là căng. Đấy thì các bác lên mã xem là loa gỗ vuông này. Đấy, loa gỗ vuông nhá. Đó thì em sẽ đi vào báo giá này. Đây thì các bác lên mã xem cái con này là loa gỗ vuông nhá. Đấy, loa gỗ vuông. Đấy, các bác nhớ là gỗ vuông nhá, vì nó còn một cái con gỗ dài nữa cơ, nên sợ nó nhầm nhá, loa gỗ vuông. Bữa trước bên em đang bán là 290k. Nhưng mà trong video này thì bên em giảm còn 280k nhá, 280k. Và bao ship nhá. Đấy, bao ship. Loa gỗ vuông 280.000. Đấy, bỏ qua giá 290 bữa trước đi. 280k cho một chiếc loa gỗ vuông này và bao ship nhá. Vân gỗ cực kỳ đẹp chất lượng luôn. Đấy, hàng rất là ngon xịn sò. Kết nối với lại thẻ nhớ rồi là Bluetooth. Đây này, đấy chân sạc trên chiếc. Đấy, con này bật thì các bác giữ lì nút này cho em. Nói chung là hàng này các bác bật nguồn các bác cứ giữ lì nút nguồn cho em là ok. Đây em sẽ test lại mắc nghe lại lần nữa này. Đập hay luôn, con này đập rất hay luôn. Đập rất hay luôn nhá. Nghe hay dã man luôn đấy. Con này nghe cực kỳ hay luôn. Đó. Rồi đấy là về cái dòng siêu phẩm la gỗ vuông bên em nhá. 280.000 một con như này. Và bao ship nhá. Đấy, bao ship đến tận nhà bác luôn. Hàng thì toàn bộ là hàng nguyên hộp nhá. Hầu như là loa đều là hàng nguyên hộp luôn nhá. Đây là mã này, XM516K. Đó, kết nối Bluetooth không dây, cực ngon. Cái sản phẩm tiếp theo thì em lên đến mã là một cái con loa gỗ dài này. Đấy, loa gỗ dài. Con này thì dòng của nó là dòng gỗ dài nhá. Dòng gỗ dài, con này thì cũng rất là chất lượng luôn. Nghe quá hay luôn, riêng con này. Con này các bác về bày ở phần kệ TV này, rất là đẹp. Vì cái con này của nó là nó dài. Đấy, nó dài. Con này em sẽ đo về kích thước của nó này. Cái phần tổng chiều dài của nó là 38 gần 40 cm này. Đấy, 38 gần 40 cm. Phần chiều cao này. Chiều cao của nó là đi 10 cm nhá, chiều cao 10 cm, chiều rộng của nó này là 10 cm. Nói chung là con này các bác để phần kệ TV cực kỳ đẹp. Đấy, anh em cũng đang để một con cực kỳ đẹp, vân gỗ rất đẹp luôn nhá. Đây cũng có cổng kết nối này. Bluetooth rồi là thẻ nhớ các kiểu luôn nhá. Đấy, các kiểu con này điểu luôn, nghe cực hay. Có chân đế luôn nhá, chân đế các bác để kệ TV rất đẹp. Đấy các bác nhìn này. Quá đẹp, quá nét luôn, riêng với con loa này. Con này mã của nó là XM520. Đấy, XM520 các nhá. Đấy thì các bác cứ lên mã cho mà loa gỗ dài các nhá, loa gỗ dài. Hàng cũng là hàng nguyên hộp này luôn. Đây, hàng nguyên hộp gửi đến các bác các nhá. Đấy, hàng nguyên hộp này luôn, XM520 này. Đó, con này nó cũng có cái phần để các bác để cái điện thoại như này. Đây. Cũng có phần này để các bác để điện thoại nha. Đấy, các bác có thể là vừa xem YouTube rồi là vừa bật Bluetooth xem YouTube rồi để phóng cái loa ra. Đấy rồi các bác để thoại đây các bác vừa xem vừa nghe loa rất là ok. Đó, cực kỳ hay chất lượng. Đây em sẽ bật và kết nối các xem nhá. Các bác giữ lì xem cái nút nguồn này, các bác lưu ý này, giữ lì này. Giữ lì. Đó, loa nó lên nhá. Đấy, bây giờ các bác vào phần kết nối với lại Bluetooth nhá. Đấy. Đây. Các bác đợi chút này, nó sẽ hiện lên này. Đó, XM520 này các bác ấn vào xem kết nối này. Ấn vào để các bác kết nối nhá. Đó các bác thấy không? Giờ em sẽ lại quay ra tiết các bác xem nhá. Nghe cực hay luôn. Đây. Cái con loa này thì nó nghe rất là ấm luôn nhá. Nói chung là nghe cực kỳ ấm luôn. Các bác nghe ấm rất là ấm luôn nhá. Bát. Bát nó ra bát và check nó ra check luôn. Nói chung là nó phân biệt rõ ràng. Đấy, nghe nó rất là, nói chung là rất là rõ ràng này, nghe cực kỳ hay. Rất ok luôn nhá. Đấy, nó thiên về cái phần ấm, nghe rất ấm nhá. We'll be right back.
con này nó đập kinh khủng luôn các bác nhá, đập tay em cầm rung tay luôn nhá. Đấy, đập hay dã man luôn nhá. Đấy, đập hay dã man luôn, đập nghe rung tay luôn nhá. Đấy, một cái dòng loa để kệ tivi các bác, bày decor rất đẹp luôn. Đấy, và vừa nghe nhạc, vừa xem YouTube vừa nghe nhạc này. Đấy các bác để đây chưa, đây các bác để đây các bác xem này. Đấy, rất là tiện luôn nhá. Đấy, các bác có thể để nằm rồi để đứng này. Đấy, giờ kết nối với Bluetooth thì rất là tiện luôn rồi. Đấy, đa số đi bây giờ toàn kết nối Bluetooth thôi, rất tiện. Rồi ngoài ra cũng có thẻ nhớ các thứ đầy đủ. Đấy, rất ok nhá. Đây. Đấy, rất ok. Rồi. Đấy là về cái sản phẩm loa gỗ dài với nhau nhá. Đấy, loa gỗ dài cho bác. Cho các bác nghe lại một lần nữa nhá. Đấy, về thẩm về cái âm thanh của nó. Rồi, đấy là về cái dòng loa gỗ dài nhá. Các bác lên mã cho em là loa gỗ dài đi. Đây, các bác đợi em chút để em bóc tem. Đó, dính đây luôn. Viết cho các bác dễ hình dung. Loa gỗ dài nhá. Đấy, vì hai con, một con nó giống với con kia nên là bên em phải phân biệt ra là loa gỗ dài. Đấy, loa gỗ dài nên em quay hai con nó sát nhau như thế đấy. Một con gỗ dài, một con gỗ vuông, một con gỗ dài nhá. Đấy, con loa gỗ dài này bên em đang bán giá là 350k một con. Đấy, 350k một con, và bên em sẽ bao ship tận nhà nhá. Bao ship tận giường luôn. Đấy, giao hàng thanh toán, nhận hàng các bác cứ riêng cái dòng loa này bên em các bác cứ nhận hàng kiểm tra, test thử. Còn nếu mà cần thiết các bác nhờ shipper ấy, người ta sẽ kết nối cho. Đấy, shipper thì nói chung người ta rất là thông thạo về cái vấn đề kết nối rồi, thì các bác cứ nhờ shipper người ta kết nối cho. Đấy, thì mã thì loa nào nó có mã bên ngoài hết rồi. Đấy, các bác cứ nhìn bên ngoài, đây nó có mã này. Thì các bác vào phần Bluetooth thì các bác kết nối các bác nghe thử cho em luôn. Đấy, loa gỗ dài 350k một con, bao ship nhá, hàng cực kỳ đẹp và chất lượng luôn. Chân đế các thứ đầy đủ nhá. Rồi. Cái sản phẩm tiếp theo thì em lên cho bác là một cái con siêu phẩm loa. Đấy, con này thì nhà em bán là cái dòng đầu tiên rồi. Đấy, những cái con này thì bán là những cái dòng đầu tiên và nó vẫn còn đến bây giờ. Đấy, và dòng này thì nghe nói chung nó quá hay luôn. Dòng này là cái dòng nghe hay nhất bên em. Đấy, nói chung là các bác nào có điều kiện thì nên mua con này. Nghe cực kỳ hay và chất lượng luôn. Âm thanh thì nó nói chung là bát của nó thì cực kỳ là chất lượng. Và nghe cái âm của nó rất là hay. Nói chung là nghe nó trong vắt luôn các nhá. Nghe rất là căng. Đấy, lòng dòng loa của JBL nhá. Đấy, con này thì mã của nó là B3. Đấy, B3. Mã thì mã dài của nó là bom box 3 cơ. Bom box 3, nhưng mà bên em lấy tên mã của nó là B3 cho các bác dễ biết nhá. Đấy, mã của nó là mã B3. Đây, hàng của nó là hàng nguyên hộp này này. Đấy, hàng nguyên hộp. Kết nối với Bluetooth các kiểu luôn nhá. Đây. Có Bluetooth rồi là thẻ nhớ các kiểu rồi là cả chân sạc đây nhá. Đấy. Thì đây, em sẽ bật và test cho bác nghe luôn này. Đấy, có cộng trừ rồi là tăng giảm âm lượng, và đây là cái nút bật nguồn này, các bác giữ lì cho em. Giữ lì này. Đó, có thấy không? Nghe cái âm thanh khởi động nó tí xíu nhá. Đấy, ngoài ra đây này. Nháy cực hay luôn. Đấy, 17 triệu màu nhá. Đấy, nháy loạn xì ngậu luôn nhá. Đấy, rồi là nháy theo nhạc cực kỳ hay. Chớp chiếc các kiểu luôn nhá. Đây này các bác chuyển này. Đó, nháy chậm này. Nháy nhanh này. Đấy, nháy từ từ này. Đấy, nháy nhanh này. Đấy, đẹp không các bác? Thấy không? Đấy, nháy 17 triệu màu luôn nhá. Các bác muốn chuyển qua cái chế độ đèn nháy thì các bác ấn cái nút M này thì nó sẽ chuyển cái chế độ đèn nháy này rất là đẹp. Đây này, em sẽ ấn nút M này. Có nhìn này. Đấy, nháy chậm như này. Hoặc là các bác muốn tắt cái đèn này đi cũng được. Đấy, đây. Đấy, các bác muốn tắt đi thì các bác ấn cái nút M, nói chung là cái nút M là cái nút chỉnh chế độ đèn rất là hay nhá. Đó, con này thì nó đa chức năng rồi. Đấy, bây giờ các bác vào kết nối Bluetooth chưa? Các bác vào cái phần kết nối Bluetooth này, các bác bật lên. Các bác đợi một chút nhá. Đấy, để em vào cái phần kết nối này. Em kết nối với cái con loa bom box này. Đây nhau ơi, đây này các bác nhìn này. Đấy, mã của nó là bom box 3 này, em đã kết nối này các bác nhìn chưa? Đã kết nối. Đó, và em sẽ vào mở nhạc bật cho bác nghe nhá. Các bác có thấy cái sự khác bọt không? Các bác nghe có thấy cái sự khác bọt do của những cái loa kia không? Nghe nó quá khác bọt luôn nhá. Đây, nghe tiếp qua nhá. Đấy, đập này, đập này, loa đập này, đập dã man luôn nhá. Đập đập rất là căng luôn, đập rung tay luôn nhá. Nghe hay dã man luôn. Nói chung là con này các bác về
về các bác nghe nhạc sàn, nhạc bô đê bô, nhạc vàng, các kiểu nhạc. Nói chung là ở đây thì em sợ vi phạm bản quyền vì cái YouTube này nó siết chặt bản quyền nhạc nhẽo nên là nó hơi căng thẳng, nên là em không dám mở nhá. Đó thì em chỉ mở test một cái bàn này thôi. Đó thì nói chung là con này thì em chỉ cần mở đây các bác nghe thấy thẩm nó thấy phê rồi, thích rất thích luôn, luôn nghe cực hay. Vậy nhá. Đấy, đây, bật tiếp cho bác xem. Thấy không? Các bác có thấy đập dã man không? Đấy, nháy màu các kiểu luôn nhá. Nháy màu các kiểu luôn nhá. Đấy, nháy luôn nhá. Quá chất luôn. Rồi. Quá đẹp cho một cái con loài luôn các nhá. Cực kỳ nghe hay, nghe cực kỳ chất luôn các nhá. Đấy, thì các bác nào ưng con này thì vào việc luôn các nhá. Đấy, con này thì nói chung là nhà em bán thì quá nhiều rồi. Đấy, về cái dòng loa này. Đấy. Mở to thì nói to nó. Đấy, các bác sợ các bác hơi giật mình. Đó thì các bác lên mã cho em là cái con loa B3 đi. Đấy, B3. Thực ra nó là bom bốc 3. Nhưng mà thì em nói vắn tắt vào thì để cho các bác dễ nhớ mã. Loa B3 nhá, loa B3. Đấy, loa B3. Con loa B3 này bên em đang bán giá là 500k. Trong video này thì bên em giảm giá xả sập sàn luôn. 480k. Bao ship cơ nhá. Đấy, 480.000 cho cái con loa bom bốc 3 như này, bao ship hàng của JBL, cực kỳ ngon chất lượng luôn này. Đây, đấy, JBL cực kỳ ngon chất lượng luôn. Đây. Đấy, đập tung sàn luôn nhá. Nói chung là con này nghe hay nhất luôn. Con này trong tầm giá thì con này nghe hay nhất và nghe thích nhất. Rồi, tạm thời thì video nó cũng hơi dài rồi, thì em xin được kết thúc video đây nhá. Đấy, đấy là về cái dòng loa bên em. Đấy, bạn nào có nhu cầu về những cái dòng sản phẩm loa bên em cứ vui lòng liên hệ trực tiếp nhá. Số em thì là 0967128 39 này, hoặc em để góc màn hình. Các bác vui lòng liên hệ trực tiếp với em số này để em tư vấn cũng như là chốt đơn cho bác nhá. Đấy thì xin chào và hẹn gặp lại bác trong những video sau. Cảm ơn các bác rất nhiều.